Chào mừng các bạn đến với chúng diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, đảng, nhà nước cần tỉnh táo thanh lọc những thành phần cơ hội, những tên phản đảng, thực chất là phản động, nằm trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Những con em của những tên trở cờ lộ diện và chưa lộ diện, những con em của lãnh đạo đã và đang du học Mỹ nhất thiết phải loại bỏ. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Bàn quan, đất nước sẽ lâm nguy, xét lại lịch sử mù lịch sử là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch bài viết của song an không ngẫu nhiên tên phản đảng nguyễn minh thuyết được làm tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông như chúng ta đã biết nhóm kiến nghị 72 thành lập từ 2013 một trăm những tên phản đảng phản động trong đó có những tên làm giáo dục như nguyễn minh thuyết trần đình sử cũng năm đó tên ba sọc Hoàng Duy Hùng về Việt Nam để tiếp cận với thành phố Đà Nẵng, cuốn cách mạng trắng và chiến lược thâm nhập của Hoàng Duy Hùng được hình thành. Năm 2014, sau một năm, thì chiến dịch xét lại lịch sử bắt đầu. Đầu tiên là nghị quyết 36 ra đời, người tiên phong là tên trở cờ Nguyễn Thanh Sơn tiếp cận ba que hải ngoại. Trong nước, chúng xây dựng lãnh tụ để làm nòng cốt. Cũng năm 2014, hàng loạt sự kiện xảy ra như Phan Huy Lê xuyên tạc anh hùng Lê Văn Tám, nhà văn Phạm Duy xuyên tạc anh hùng Võ Thị Sáu, dự án viết lại bộ Thông sử 15 tập, bộ Quốc sử 30 tập ra đời, sách lịch sử bỏ chữ Ngụy, kẻo mất lòng phía bên kia, những phát ngôn bá đạo, Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia, Ngụy cũng yêu nước, cần tôn vinh 74 tên Ngụy chết ở hoàng sa. Cũng theo đó, được xuất hiện đầy trên báo chí những tên tội đồ dân tộc được vinh danh đặt tên đường, tên trường như Phan Thanh Giảng, Trương Vĩnh Ký. Bọn Ba Sọc Hải Ngoại và tên dâm chủ Trương Huy Sang, Sang Vỗ lập quỷ nhịp cầu Hoàng Sa và tiếp cận các chiến sĩ gạt ma để lôi kéo, mua chuột, xuyên tạc lịch sử. Chúng mua chuột Lê Hữu Thảo đưa tên này lên thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giả mạo và cuốn sách dị tật lịch sử gạt ma vòng tròn bức tử cũng bắt đầu khởi động. Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến tích hợp môn lịch sử với các môn khác, và nay là lịch sử là một môn tự chọn. Ngần ấy năm, đồng đô la lên lõi hầu hết ngõ ngách ban ngành cấp cao của nhà nước, mọi âm mưu của giặc đảng, đảng nhà nước có biết hay không? Chúng phát triển lực lượng dần dần, bây giờ chúng có trong tay nhiều giáo viên, giảng viên, đứng lớp, chuyên tác động mỗi ngày một ít để làm cho học sinh sinh viên bất mãn lãnh đạo ta. Chúng có trong tay nhiều doanh nhân trí thức xâm nhập mặt cộng đồng để rỉ tai tác động chống phá nhà nước. Chúng có cách thăm dò rồi dẫn dắt tâm lý người rất tinh vi. Ai bị chúng nhắm đến thì khó thoát. Muốn chống lại cuộc chiến tuyên truyền len lỏi khắp nơi này, chúng ta phải xác định lập trường bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xác định lập trường này rồi ta mới tinh ý nhận ra các luận đều thâm hiểm của giặc đang thả vào các nơi. Từ đây, bất cứ lúc nào phát hiện các chuyên truyền viên đáng ngờ, chúng ta phải tìm cách báo cho vài cơ quan chức năng, vì báo một chỗ không chắc ăn, nhỡ cơ quan đó bị giặc luồn vào mua chuột, ngăn chặn, che mắt. Từ đây, ta phải tinh ý lục tìm các chuyên truyền viên đang bị giặc điều khiển và khống chế, đáng thương và đáng giận. Nếu không tinh ý và chịu khó truy lùng, Ta sẽ phải đối diện với hậu quả tệ hại về an ninh chính trị của nước mình. Chúng ta quyết lòng bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất để xây dựng mà đã được máu của bao anh hùng, nhuộm thắm điểm tô. Đảng, nhà nước cần tỉnh táo thanh lọc những thành phần cơ hội, những tên phản đảng thực chất là phản động nằm trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, những con em của những tên trở cờ lộ diện và chưa lộ diện những con em của lãnh đạo đã và đang du học Mỹ nhất thiết phải bị loại bỏ cần hợp tác quốc phòng và giáo dục với nước Nga vĩ đại không thể bàn quan để đất nước lâm nguy